Kính thưa quý cha, ngày hôm nay các cha sẽ nhận được sự bổ nhiệm. Thì trong giấy bổ nhiệm tôi ký tên, tổng giám mục ký tên. Nhưng mà thưa các cha, cái sự bổ nhiệm không phải chỉ là một tờ giấy, không phải là cái hành động riêng tư của cá nhân giám mục, nhưng mà là một hành vi của hội thánh, và sâu xa hơn đó là việc của Chúa Thánh Thần. Không phải là một tờ giấy, nhưng là một sự sai đi. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta thấy có sự hiện diện của cha tổng đại diện quý cha trong hội đồng tư vấn đại diện cho hội đồng linh mục, rồi các cha quản hạt. Chúng ta đọc thấy ở trong sách Tông đồ Công vụ nói rằng thế này, là khi có công việc gì cần giải quyết thì các tông đồ đã sai Thánh Phaolô và Barnaba đến Jerusalem để xem cái chuyện cắt bì rồi giữ luật Do Thái làm sao. Hội thánh sai hai tông đồ đó đi. Rồi ở một chỗ khác, sách Tông đồ Công vụ cũng nói rằng là trong cái buổi cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần đã nói với hội thánh, nói với các tông đồ là dành riêng Phaolô và Barnaba để làm công việc mà ta sẽ chỉ định. Cho nên cái sự thuyên chuyển, thay đổi nhiệm sở, thay đổi công việc, cái sự bổ nhiệm của chúng ta, đó là một hành vi thánh thiêng, một hành vi mang tính cách hội thánh, mang triều kích hội thánh, chứ không phải chỉ là riêng của cá nhân giám mục hay là tổng giám mục. Vậy thì chúng ta dựa vào các bài đọc lời Chúa trong ngày lễ mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney để chúng ta suy nghĩ về cái sứ vụ của chúng ta. Các cha được thuyên chuyển đến một sứ vụ mới để làm cái gì? Trước hết, để làm một mục tử. Trong bài tin mừng, chúng ta nghe thấy Thánh Matthew kể lại đó là Chính Chúa Giêsu là người mục tử, Ngài nhìn thấy đoàn chiên và Ngài yêu mến đoàn chiên, thương xót họ như là một đàn chiên bơ vơ không có người chăn dắt. Một người mục tử trước hết phải có một cái tình thương. Cái tình thương của người mục tử, và chúng ta hay nói một cách đơn giản, nó rất là văn chương, đó là đức ái mục tử. Nhưng mà coi chừng chúng ta là quên mất cái nội dung của nó. Đó là một cái tình thương thực sự của người mục tử đối với đoàn chiên của mình. Được ra đến đâu chúng ta yêu mến đoàn chiên đến đó. Thánh Gioan Maria Vianney là một người yêu mến đoàn chiên. Ngài được sai đến một cái xứ đạo hẻo lánh, nghèo và khô khan nữa. Nói theo cái danh từ nôm na của chúng ta là cái xứ đấy chẳng có màu mỡ gì hết, mà là xương sẩu, xứ xương sẩu thôi, vừa ít dân vừa miền quê đó, rồi nghèo, rồi lắm bệnh, lắm thứ chuyện, lắm tệ nạn. Ngài sai đến cái xứ đấy, cái xứ xương sẩu thôi, nhưng mà Ngài yêu mến đoàn chiên, hết lòng với đoàn chiên và chịu khổ với đoàn chiên nữa. Các cha không biết có để ý không, tới 4 lần Ngài đã trốn khỏi giáo xứ, bởi vì công việc nó nặng nề lắm. Đó là một cái xứ đạo khô khan, nguội lạnh, nhỏ bé, nghèo nàn, ít dân. Rồi thì nhiều người bỏ lễ Chúa Nhật và ham khiêu vũ, ham nhảy đầm. Ngài được sai đến cái xứ như vậy, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để đưa đoàn chiên lên? Khó lắm, không có dễ. Và Ngài trốn khỏi giáo xứ đó. Nhưng mà cuối cùng Ngài nói thế này: con sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự, miễn là xin Chúa hoán cải họ. Một cái lời cầu nguyện chân thành, sâu xa, đi kèm với sự hy sinh hãm mình, ăn chay đánh tội, đời sống đạo đức, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên trong một thời gian dài ở tại giáo xứ đó, Ngài đã biến giáo xứ đó thành một cái giáo xứ, từ giáo xứ xương sầu trở thành một giáo xứ màu mỡ, bao nhiêu người tuôn đến đó. Thưa các cha,
các giáo xứ mà các cha được sai tới có những con chiên ngoan, có những con chiên hiền, chiên đạo đức, nhưng mà cũng có một ít con chiên cũng không ngoan, không đạo đức, khó khăn. Thì thưa các cha, chúng ta được sai đến đấy để làm gì? Để yêu mến đoàn chiên. Dù là những con chiên khỏe mạnh hay là con chiên yếu đuối, yếu ớt, mình cũng phải yêu thương. Đó là cái sứ vụ của chúng ta. Một người mục tử phải có một cái hồn tông đồ. Một hồn tông đồ là gì? Đó là cái tâm tình yêu mến đoàn chiên. Các cha hãy yêu thương đoàn chiên, hãy thương xót đoàn chiên của mình. Và dù khó khăn cách nào chăng nữa, chúng ta cũng vượt qua được hết nhờ lòng chúng ta gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa, đời sống nội tâm của chúng ta. Muốn làm mục tử tốt phải có cái hồn tông đồ. Cái hồn tông đồ của chúng ta kiến múc ở nơi bí tích thánh thể như Thánh Gioan Maria Vianney, siêng năng cầu nguyện, siêng năng chầu Chúa, rồi kèm theo đó là sự hy sinh hãm mình của chúng ta nữa. Với cái hồn tông đồ như vậy, chúng ta có thể dấn thân vào bất cứ môi trường nào. Và với ơn Chúa, với nỗ lực của các cha sẽ làm cho đời sống dân Chúa mỗi một ngày một tiến triển hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Điều thứ hai, Chúa Giêsu là mục tử. Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng nước trời cho đoàn chiên của mình, thương xót họ, nhưng mà trước hết là rao giảng tin mừng. Thánh Gioan Maria Maria Vianney cũng vậy, cũng rao giảng tin mừng. Một cái điều đặc biệt đó là chính Ngài đích thân dạy giáo lý, chính Ngài soạn bài giảng rất cẩn thận. Và các cha biết Ngài soạn bài giảng ở đâu không? Trong nhà nguyện và trong nhà mặc áo, để ở gần nhà thảo. Cho nên chúng ta biết rồi, Thánh Gioan Maria Vianney học dốt, không đủ điểm học thần học mà. Nhưng mà Ngài có sự khôn ngoan của tin mừng, sự khôn ngoan của Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ sự khôn ngoan của thần khí. Cho nên những lời rao giảng của Ngài nó rất đơn sơ, mà nó xoáy vào tâm hồn của người ta và nó làm cho người ta hoán cải được. Thánh Phaolô nói với Timôthê đó là có những cái thời người ta không thèm nghe đạo lành, không muốn nghe những lý thuyết chính thống đạo đức, người ta thích nghe những gì vui tai thôi. Ngày nay các cha đi giảng, các cha giảng là làm cách nào để có nhiều tiền, làm cách nào để thăng quan tiến chức, để nổi tiếng. Chắc là giới trẻ theo các cha rầm rầm vậy đó. Giống như hôm vừa rồi thì các cha thấy là bao nhiêu bạn trẻ quy tụ về sân Mỹ Đình để xem cái đoàn biểu diễn Blackpink đó. Xem là phấn khởi lắm, thích lắm đó. Đôi khi chúng ta cũng muốn là chúng ta rao giảng làm sao để thu hút tất cả mọi người đến với chúng ta. Nhưng mà thưa các cha, người ta không muốn nghe đạo lành đâu, người ta không muốn nghe giáo lý của Chúa đâu. Thật sự ra chúng ta thấy có những đoàn chiên, và đa số đoàn chiên vẫn muốn nghe lời Chúa, vẫn muốn tìm cái của ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và dĩ nhiên cũng có những người không muốn nghe. Các cha cứ nhìn thấy quang cảnh đi lễ ngày Chúa Nhật mà các bạn ngồi ở ngoài sân và quẹt quẹt di động, rồi thấy người ta đứng mình cũng đứng, thấy người ta ngồi mình cũng ngồi. Có những người không muốn nghe, nhưng mà phải nói đa số vẫn muốn nghe. Cho nên chúng ta đặt vấn đề thế này này, Thánh Phaolô khuyên Timôthê đó, hãy kiên trì, hãy sốt sắng rao giảng, chu toàn bổn phận của mình. Và chúng ta đặt vấn đề là một số thì không muốn nghe, nhưng mà đa số muốn nghe. Vậy thì những người kia thì phải xem có phải vì người ta không muốn nghe lời Chúa hay là vì chúng ta giảng dở quá. Chúng ta giảng mà không có sức thu hút của Thánh Thần, giảng mà không xác tín, giảng mà không đem lại cho người ta cái của ăn thiêng liêng, người ta không muốn nghe. Cho nên chúng ta bắt chước Thánh Gioan Maria Vianney, hãy soạn bài giảng tại đây, hãy kiến múc sự khôn ngoan của Chúa từ nơi Thánh Thể Chúa và từ sự cầu nguyện. Các cha hãy trân trọng bài giảng, phải có trách
trách nhiệm với việc giảng huấn của mình. Và chúng ta hãy biết quý trọng cái sức mạnh của cái lợi thế của bài giảng chúng ta. Các cha cứ thử hình dung nhé. Giáo hội Việt Nam theo thống kê tổng quát đại khái có 7 triệu giáo dân. Thôi thì 1 triệu hay là hơn 1 triệu đấy, những người già, những trẻ em không nói làm gì. Nhưng mà trong một ngày Chủ nhật, 5 triệu người giáo dân Việt Nam cùng nghe một bài phúc âm, cùng nghe những bài lời Chúa khác nhau. Mà nếu các mục tử của Chúa biết tận dụng bài giảng này để rao truyền chân lý phúc âm của Chúa, để trao ban tình thương của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của phúc âm nó lớn như thế nào. 5 triệu người được nghe giáo huấn về sự tha thứ, 5 triệu người được nghe giáo huấn về sự phục vụ, 5 triệu người nở một nụ cười, rồi 5 triệu người ấy sau khi đã nhận một nụ cười rồi nở thêm 5 triệu nụ cười khác nữa, thì chúng ta thấy cái sức mạnh của tin mừng như thế nào, biến đổi thế giới, biến đổi xã hội của chúng ta. Cho nên các cha phải trân trọng bài giảng và hãy giảng với tinh thần trách nhiệm. Đừng có kể chuyện lan man, đừng có nói chuyện đời. Hãy đem tình thương, chân lý của Chúa vào tâm hồn của các Kitô hữu. Rồi điều cuối cùng, Chúa Giêsu mục tử yêu thương đoàn chiên, và Chúa đã trao quyền cho các thánh tông đồ để các ngài có quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh nhân. Và chính Chúa Giêsu cũng trừ quỷ, Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân. Cái quyền lực của sự giữ trong thế giới của chúng ta rất là nhiều, âm thầm nhưng mà mạnh mẽ, đang xói mòn cái xã hội của chúng ta. Cái sức mạnh của tin mừng của Chúa Giêsu đó là để triệt hạ cái sự thống trị của quỷ dữ, của thần dữ, của sự dữ đang trong xã hội của chúng ta. Vậy thì một cách đặc biệt, sứ vụ của linh mục là giải tội. Nhờ bí tích giải tội, chúng ta trao ban cái sức mạnh cứu độ của Chúa, sức mạnh của Thánh Giá Chúa để chúng ta triệt hạ mầu nhiệm sự dữ trong thế gian này. Và đó là cái đặc sủng của các linh mục. Chúng ta thấy làm linh mục nhé, dâng lễ, rao giảng, cử hành bí tích giải tội, cử hành bí tích sức dầu, đó là đặc quyền của linh mục. Người ta đến xin các cha xưng tội mà chúng ta không trao ban, chúng ta đánh mất cái sức mạnh của tin mừng. Và chúng ta không làm thì ai, không ai làm được nữa. Chỉ có linh mục mới làm được chuyện này, không ai làm được hết. Chúng ta thấy cái gương sáng của Thánh Gioan Maria Vianney, một linh mục nổi tiếng về sự giải tội, suốt ngày ở nhà thờ để giải tội, để đón tiếp các hối nhân. Và từ từ thì nhà thờ Ars đã tiếp đón hàng bao nhiêu người đến để xưng tội. Và nhờ vậy mà Ngài đã làm cho xứ Ars được thăng tiến. Có lần Ngài nói thế này là tôi ra việc đền tội cho giáo dân nhẹ lắm, phần còn lại thì chính tôi làm. Chính Ngài làm việc đền tội thay cho hối nhân, thay cho giáo dân. Cho nên Ngài ăn chay hãm mình đánh tội. Lẽ dĩ nhiên bây giờ chúng ta bảo đó phương pháp tu đức cổ lỗ rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng trong đó có cái sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của sự hy sinh hãm mình. Và Chúa Giêsu cũng nói rõ ràng cái thứ quyền này chỉ trừ được khi biết ăn chay cầu nguyện. Không có cái sự ăn chay cầu nguyện, không có sự hy sinh ngã mình, không đánh được quỷ. Cho nên các cha hãy chú trọng và hãy phát huy cái có thể nói là cái đặc sản của mình. Đặc sản của mình là gì? Là giải tội. Chúng ta chú ý tới việc cử hành thánh lễ rất là tốt, mà tại sao chúng ta không chú ý tới việc giải tội? Giải tội là sứ mệnh hàng đầu của chúng ta, không phải là hạng thứ yếu, mà sứ mệnh hàng đầu của chúng ta. Mới đây các cha đọc tin chắc cũng thấy làm lạ,
trong công nghị Hồng Y sắp tới này, Đức Thánh Cha sẽ phong Hồng Y cho một số vị, và người ta lấy làm lạ lắm. Cụ Francisco này làm nhiều điều mà thế giới không ai ngờ hết á, làm những điều không hiểu được. Trong số các vị Hồng Y sắp tới đây này, là có Hồng Y còn đang là giám mục phụ tá. Giám mục chính thì chỉ là giám mục thôi, giám mục phụ tá là làm Hồng Y ở tại địa phận Lisboa, Bồ Đào Nha. Rồi có một linh mục già Luis Pascua III, 96 tuổi, chỉ là một linh mục thôi mà được làm Hồng Y. Vì Hồng Y này thì đã được Đức Thánh Cha Francisco nhắc mấy lần rồi. Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới bởi vì Ngài có cái đặc sủng giải tội. Có lần thì cha Pascua III này đến tâm sự với Đức Giáo Hoàng, khi mà Đức Giáo Hoàng còn đang là Hồng Y ở bên Argentina đó. Xin Đức Hồng Y tha thứ tội cho con. Con có một cái tội là con tha tội quá dễ dàng đi, con tha tội nhiều quá. Rồi Đức Hồng Y Bergoglio đó, lúc bây giờ đó, khuyên, động viên, cố gắng cứ làm như vậy đi, biểu lộ lòng thương xót của Chúa đi. Rồi có lần đó thì cha Luis này vào trong nhà thờ cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa tha cho con, bởi con tha tội nhiều quá, con tha tội dễ quá. Nhưng mà Ngài nhìn thánh giá, Ngài bảo rồi, nhưng mà tại Chúa làm gương xấu cho con, Chúa tha thứ cho hết mọi người, con bắt chước gương xấu của Chúa, con cũng tha tội nhiều quá. Thưa các cha, Ngài nói thế này, tôi không phải là một người tài giỏi. Các linh mục khác được phong Hồng Y, ví dụ như cha Henri de Lubac, cha Yves Conga được phong làm Hồng Y, bởi vì đó những bậc đại tài, những nhà trí thức, những thần học gia xuất sắc của thế kỷ thứ 20, là những người đã đóng góp cái phần rất là có thể nói là rất đặc biệt quan trọng trong công đồng Vaticano thứ hai. Các vị đó là linh mục được phong Hồng Y. Lạy Chúa, con không phải tài giỏi gì, con không trí thức, con không bằng cấp gì, tôi chỉ là một linh mục. Tôi là linh mục, tôi giải tội, tôi đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Cho nên chúng ta nhìn vào tấm gương sáng đấy, chúng ta nhớ, xin được nhắc lại, sứ vụ hàng đầu của chúng ta là giải tội. Chúng ta phải yêu mến bí tích giải tội. Chúng ta không có quyền tha tội, nhưng mà chúng ta là những cái máng thông ơn Chúa đến cho hối nhân. Nước mưa của Chúa chảy xuống qua cái máng xối của chúng ta để đi vào tâm hồn mọi người. Nếu cái máng của chúng ta mà có nhiều lá cây chặn lại thì ơn Chúa không đến được với hối nhân. Và chúng ta lúc đó phải nói rằng chúng ta thiếu sót trầm trọng trong đời sống linh mục của chúng ta. Có những cha khoe với tôi rằng ngày nào con cũng giải tội. Buổi sáng ra đọc kinh với giáo dân, rồi trước lễ giải tội, sau lễ giải tội hàng ngày. Nhiều cha khoe với tôi như thế. Tôi nói rất tốt, các cha cố gắng làm như vậy đi. Cái sức khỏe của một giáo xứ ở đâu? Người ta nhìn vào việc giáo dân xưng tội, giáo dân rước lễ, người ta biết cái sức khỏe tâm linh, tinh thần của cái giáo xứ đó, chứ không phải nhìn vào nhà thờ, nhìn vào những công trình, những sinh hoạt rầm rộ của chúng ta. Cái sức khỏe giáo xứ là ở nơi bí tích giải tội, nơi tòa giải tội và nơi bí tích thánh thể. Kính thưa quý cha, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một tấm gương sáng, đó là Thánh Gioan Maria Vianney, một vị thánh dốt, yếu đuối, bệnh tật, nhưng mà vị thánh lớn của giáo hội và là gương sáng của tất cả anh em linh mục chúng ta. Bởi vì Thánh Vianney đã để cho Chúa làm việc nơi Ngài. Ước gì ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, xin Chúa Thánh Thần cũng ngự đến đầy tràn trên tất cả anh em linh mục chúng ta, để chúng ta đi đến đâu, chúng ta đem tình thương của Chúa đến cho cộng đoàn dân Chúa đến đấy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha trong sứ vụ mới.